Giá cà phê hôm nay ngày 30 tháng 4 tiếp tục tăng mạnh, Robusta vượt 2.100 USD mỗi tấn. Giá cà phê hôm nay ngày 30 tháng 4 trong khoảng 41.000 đến 41.700 đồng mỗi kg. Sau nhiều phiên điều chỉnh giảm liên tiếp, xuống đứng ở mức thấp 6 tuần. Giá cà phê Robusta sàn London tăng mạnh khi đầu cơ quay lại mua vào do lo ngại nguồn cung vẫn còn thiếu hụt. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 41.700 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.600 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.600 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 41.500 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng mỗi kg, chưa prong, ở Pleiku và Lager dài cùng giá 41.500 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 41.600 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 tăng 18 USD mỗi tấn ở mức 2.107 USD mỗi tấn. Giao tháng 9 năm 2022 tăng 15 USD mỗi tấn ở mức 2.109 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2022 tăng 4,5 cent LB ở mức 222,1 cent LB. Giao tháng 9 năm 2022 tăng 4,5 cent LB ở mức 221,9 cent lb. Sau nhiều phiên điều chỉnh giảm liên tiếp xuống đứng ở mức thấp 6 tuần, giá cà phê Robusta sàn London tăng mạnh khi đầu cơ quay lại mua vào do lo ngại nguồn cung vẫn còn thiếu hụt, mặc dù thông tin từ nhiều nguồn cho thấy Brazil và Indonesia bắt đầu ra hàng vụ mới năm nay, vụ mua cả hai quốc gia này hứa hẹn không thấp, nhưng chừng đấy chưa đủ khiến cho giới đầu cơ yên tâm. Với Azabica, báo cáo thời tiết Brazil khô hạn tại Minasai là bang ước tính có sản lượng hơn 26 triệu bao cà phê Arabica đã tiếp đà tăng mạnh của mặt hàng nông sản này trong hai phiên vừa qua. Theo cơ quan khí tượng Brazil, đợt khô hạn này kéo dài, ảnh hưởng đến cây cà phê trong giai đoạn cần nhiều nước để làm nhân và nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, thông tin tồn kho giảm trên sản lo giòn giúp giá Robusta tăng mạnh và kéo giá Arabica lên theo những phiên vừa qua. Tuy vậy, khối lượng thương mại trên cả hai sản vẫn chưa cao, do đầu cơ còn thận trọng. Trước sức ép của các chính sách tiền tệ sắp tới và nhất là cuộc chiến ở Đông Âu vẫn còn tiếp diễn, cùng với lạm phát tăng cao đã kéo lùi tăng trưởng kinh tế thế giới, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu. Giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 4, tạm quên giá cả, đây mới là điều cần chú ý. Giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 4 trong khoảng 76.000 đến 79.000 đồng mỗi kg. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam chốt lại con số sản lượng vụ năm 2021 là 195.000 tấn. Vụ năm nay giảm 10% và khoảng 175.000 tấn. Tại tỉnh Đắk Lắc, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, vũng tàu giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay giữ nguyên ở các tỉnh so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường trong nước đang đi ngang trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Dù có thông tin nhiều thương lái tích cực hỏi mua hàng nhưng thực tế lượng giao dịch thực tế không nhiều. Các bên vẫn đang thăm dò nhau. Năm nay tâm lý giữ hàng trong dân mạnh ngay từ đầu vụ. Theo các chuyên gia, lượng hàng tồn trong dân còn khoảng 80.000 đến 100.000 tấn. Vừa qua Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã họp và chốt lại con số sản lượng vụ năm 2021 là 195.000 tấn, vụ năm nay giảm 10% vào khoảng 175.000 tấn. Vụ tiêu năm nay cơ bản đã kết thúc mà không có nhiều sự đột biến về giá như năm ngoái. Với mức giá như hiện nay, người nông dân vẫn có lãi nếu sản lượng đạt 3 đến 4 tấn ha. Tuy nhiên, tình tình lạm phát và giá cả tăng cao như hiện nay thì bài toán đầu tư cho vụ tới của bà con nông dân vẫn là vấn đề nan giải. Dẫu vậy, trong giai đoạn này ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo, sau thu hoạch, vườn tiêu cần được bổ sung dinh dưỡng để phục hồi, tạo mầm hoa và cho trái ở vụ tiếp theo. Đây là giai đoạn nhạy cảm của cây tiêu với thời tiết, các loại dịch bệnh như nấm, vi sinh vật có hại phát sinh mạnh trên cây tiêu. Nếu giai đoạn này không cung cấp đủ dinh dưỡng, cây tiêu sẽ mất cân đối, dẫn đến khó phục hồi, dễ nhiễm bệnh, năng suất sụt giảm, thậm chí mất mùa. Theo Tri Cục Phát triển Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đán Nông, niên vụ 2022, diện tích hồ tiêu toàn tỉnh ước khoảng 34.957 ha, sản lượng 60.605 tấn. Thời điểm này, bà con trong tỉnh đang tập trung bước vào chăm sóc, phục hồi vườn cây, bởi sau thu hoạch, các vườn tiêu thường kiệt sức, lại trùng vào mùa khô, nên ảnh hưởng quá trình sinh trưởng. Do đó, cây tiêu cần có chế độ chăm sóc đặc biệt để bảo đảm phục hồi sức, kháng lại các loại sâu bệnh hại giúp phát triển tốt và bảo đảm năng suất cho vụ tới